rồi hả? Dạ, bây giờ chúng ta qua bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai thì sư viết trên đây này, rồi cho các vị biên vào. Bữa nay học xong rồi nếu còn thời gian chúng ta sẽ đọc cho quen hai cái bài kệ này. Pasandina, tại vì khi mình biên mình sẽ nhớ kỹ hơn ha. Ý ở đây tức là tâm ý ha,
tâm ý, chữ mano ở đây tâm ý, còn chữ dhamma ở đây chứ không? Chúng ta hôm bữa các bài kể đầu thì chúng ta có đề cập đến rồi ha. Chữ dhamma nó có rất là nhiều nghĩa, chữ dhamma đó là chúng ta có thể coi cái chữ các vị có thể là cái trang đầu tiên hay cái đoạn cuối này nè, cái hàng đầu tiên cái đoạn cuối này nè, cái chữ dhamma các vị thấy cái chữ in đậm không, dịch qua trang đầu, dịch qua trang đầu thấy cái chữ in đậm, hàng thứ ba từ trên xuống rồi cái chữ dhamma tí tức là gì, được gọi là dhamma, được gọi là dhamma tức là guna desana, mình nhìn vào đó guna desana prajati nisatani chiwa wasena chataro dhamma nama, đúng không? Ủa chị không có cái đó hả? Chị không có cái đó hả? Hai người xài cái hả? Sao đây có nè, xuống xài. Chưa hết rồi. Không, cái bát tá thì cái này còn còn nữa. Tại vì mình có rồi cái mình biên nghĩa vào trong đó luôn nha. Được gọi là Dhamma tức là gì? Chữ Chattaro tức là số 4 ha. Mà Dhamma tức là được gọi là Dhamma tức là bao gồm bốn nghĩa. Chattaro Dhamma Nama. Nama tới đây tức là ám chỉ đó là được gọi là phải như thật vậy. Có bốn cái pháp, có bốn cái loại Dhamma. Thứ nhất tức là Guna, Guna là gì? Guna tức là cái phẩm chất hay cái đặc tính. Cái thứ hai tức là desana, desana tức là cái lời dạy. Thứ ba tức là prajati tức là giáo lý, trong chúng ta có ba phần giáo lý nè, prajati tức là học pháp, patipatti tức là hành pháp, và patiwena tức là hành pháp. Rồi nisata, nisata tức là nis ni ni cộng với sát tá là chúng sanh nha, mà ní như vậy là không phải chúng sanh, như vậy là phi chúng sanh. Rồi ní chi quá ở đây nó là mạng sống, mà ní tức là không phải có mạng sống, như vậy là ám chỉ cho các pháp được chân, các pháp chân đế, hay chỉ cho là rồi phía dưới đó chúng ta sẽ thấy rằng là guna là gì, là cái phẩm chất, cái đặc tính, vâng thì cho các bạn gọi là nahi dhammo adhammo chứ ubo samavibhagino ido. Chúng ta có cái câu dưới nè, Adammo nirayang neti, Adammo tức là cái phi pháp ha, phi pháp thì nirayang là gì, nirayang tức là địa ngục, neti tức là dẫn đến, phi pháp á, thì sẽ dẫn đến địa ngục, còn Dhammo babeti sugatin ha, sugatin tức là pháp á, chánh pháp á, thì sẽ babeti babeti là dẫn đến ha, là dẫn về cõi cõi lành ha. Như vậy là trong cái nghĩa đầu tiên tức là nói về cái phẩm chất tức là thiện và bất thiện, hoặc như là chánh pháp và phi pháp nha. Rồi cái nghĩa dhamma thứ hai tức là ám chỉ cho đó là chúng ta coi cái nào, dhammang vô bhikkhave trong cái phần mà ngọc mặt nháy đó, dhammang vô bhikkhave desisami adikalayani adikalayanam ti, tức là dhammo vô tức là bhikkhave tức là này các tỳ khưu ha, đây là vô cách chúng ta dịch trước, này các tỳ khưu đâm măng này các tỳ khưu sẽ là desisami tức là ahang desisami tức là ta sẽ thuyết cái gì, đối cách cho nó sẽ là đâm măng, ta sẽ thuyết pháp vô tức là cho các ông, và pháp đó là như thế nào, adi cái là gia nát, adi là đoạn đầu ha, và cái là gia nát tức là sự sự hoàn thiện. Như vậy là các pháp mà hoàn thiện và đoạn đầu, như vậy ở đây ánh chỉ cho tức là desana tức là lời dạy Đức Phật ha, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối. Chúng ta có thể coi lại cái file của cái bài ngày hôm trước vậy sẽ có giảng này rõ, ở đây chỉ lược lại cái phần mà ý nghĩa của đâm mai cho các bạn hiểu rõ thôi. Rồi cái đến là tức là cái nghĩa gọi là pariyatti, cái nghĩa pariyatti tức là chúng ta coi cái tiếp là idabana pikawe cho cái phần ngọc hoặc nháy đó, ở dưới idabana pikawe ekakhe kulabhuta dhamma pariyapunanti sutangiyam. Ba ná ở đây tức là lại nữa ha, ý đá ở ở đây Bikawe này các tỳ khưu, ở đây lại nữa này các tỳ khưu, phải như lại nữa ở đây này các tỳ khưu, y cách chia là một ha, là một số. Kulabhuta tức là thiện gia nam tử,
Đăng Măng cũng đọc pháp ha, và trong cái trường hợp này sẽ là pháp gì? Tức ám chỉ cho về những cái phần lời dạy của Đức Phật được phân ra làm là xuất tăng gây dân, chính phần của phần dân lý ha. Pari Pariya Punati có nghĩa là được học hỏi, lão luyện, tinh thông nhỉ. Rồi xuất tăng ở đây tức là kinh ha. Gây giá tức là khế tụng, khế tụng nhỉ, cái giá là khế tụng. Rồi ga tha mới là kệ ngôn nhỉ, không, khế kinh ứng ứng tụng gây giá, tiếng Việt của mình là ứng tụng. Xuất tăng đó là bao gồm là tất cả những bài kinh mà dài ha, theo kiểu mà thể văn xuôi nhỉ, mà gây giá tức là có kết hợp giữa văn xuôi với văn thơ ha. Như vậy chúng ta dịch là ở đây này cái tiền khu, ở đây này lại nữa, ở đây này cái tiền khu, một số thiện gia nam tử hỏi như các thiện gia nam tử ha, lão luyện trong pháp, cái chữ pari pariya punati là lão luyện ha, tinh thông tức là có sự mà gọi là lão luyện tinh thông đi, chúng ta nhớ các thiện gia nam tử ha, lão luyện tinh thông trong pháp, mà pháp nó phân ra làm khế kinh ứng tụng theo kiểu mà chính phần giáo lý ha. Bữa trước là sư có ghi ra rồi nha, các vị có để ghi để. Cái đó là cái nghĩa gọi là nghĩa pariyatti ha. Còn cái nghĩa kế tiếp nữa tức là cái nghĩa Nisata Nichiwa, theo cái nghĩa tức là trong Asmin Kho Pana Samaye Dhamma Honti Khanda Honti. Chúng ta nên nhớ rằng cái cách của chú giải viết á, là như thế nào, tức là cái từ nào mà trong chánh văn mà cần mà diễn giải đó, người ta sẽ bôi đen bôi đậm, rồi có bao nhiêu nghĩa người ta sẽ liệt kê ra, và cái phần mà trích dẫn người ta sẽ bỏ trong mặt nháy đó, các vị ha. Còn cái phần là Tasmin Kho Pana Samaya Dhamma Honti Khanda Honti Ni Tasmin Samaya Kho Pana tức là lại và rồi ha, và rồi rồi thì Tasmin Samaya tức là khi ấy, Tasmin Samaya chia theo vị trí cách tức là khi ấy, Dhamma Honti có các pháp, Honti tức là có các pháp, rồi có các quận. Như vậy trong cái trường hợp mà thứ tư này tức là không có đề cập đến người, không có đề cập đến vị tỳ khưu hoặc như bất cứ một cái gì cả, mà chỉ đề cập đến pháp và quận xứ giới đế thôi. Như vậy tức là nói về các pháp và thực tính, không có dùng các ngôn từ chế định, đúng không? Rồi cho nên đó là chữ đâm mai, chúng ta phải hiểu rằng đó là bốn cái khía cạnh ở trên, là bốn cái nghĩa đó. Kèm theo nữa chúng ta xuống cái phần mà gọi là so atthato tayo, chúng ta thấy không, so atthato tayo arobino khanda vedana khando sanya khando sankhara khando tí. Vị nào có bút ra bị bôi cái chữ mà quê đó đắc khando sanh nhật, sanh nhật khando và sanh khara khando. Trong cái trường hợp này là so atthato tức là từ cái ý nghĩa này nè, từ cái ý nghĩa này nè, thì có ba cái loại mà gọi là ba cái hạt, ba cái quận khanda tức là nhóm hoặc quận, mà ba cái quận như vậy arobino tức là phi sắc, hay được gọi là danh quận nha, ba cái danh quận, ba cái danh quận, hoặc như là ba cái nhóm mà phi phi sắc tức là không phải vật chất, không phải vật chất đó, tức là gì, tức là thọ, nhóm thọ uẩn quên nát khanh đáp tức là nhóm thọ uẩn nha, rồi sanh nhất khanh đáp tức là nhóm tưởng uẩn, rồi sanh kha rắc khanh đáp tức là 50 hành uẩn còn lại ngoại trừ thọ và tưởng. Như vậy tổng hợp tức là quên nát khanh đáp, sanh nhất khanh đáp và sanh kha rắc khanh đáp anh chị cho là 52 tâm sở nha. Như vậy trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng đông ha anh chị cho 52 tâm sở nha. Rồi còn cái chữ mà bán đô, cái chữ bán đô trong đây là các pháp mà được dẫn đầu bởi ý đó, thì cái chuyện chúng ta coi là cái hàng đầu tiên, tất tham bát đồ, tất tham bát đồ càng là quá cho rác tu sanh là đi bê đăng sắp bầm bi chú tu bù mi các chít tăng càng ba quá cho rác là gì, là dục giới nha, mà cú sa lá tức là tâm thiện, tâm thiện dục giới, a đi là vân vân, bê đăng tức là được phân loại, sự phân loại, sự phân loại là tâm thiện dục giới nè, tâm quả dục giới nè, vân vân. Tâm thì chúng ta có thể phân ra đó là thiện, bất thiện, quả và vô ký, đúng không? Cái đây đề cập đến là về vấn đề mà gọi là thuộc về dục giới nè. Rồi sắp băm mít tức là tất cả luôn, cha tu bù mít cát chí tăng, cha tu là bốn, bù mít cát tức là về lĩnh vực, về phạm trù, mà phạm trù mà chí tá tức là bốn cái phạm trù mà lĩnh vực của tâm bao gồm đó là
tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế, đúng không? Thì như vậy là tất cả trong bốn phạm trù đó thì cái này nó phân loại thành đó là tâm thiện dục giới, đúng không? Như vậy cái chữ mano này, rồi chúng ta đọc tiếp nữa ha. Imasmin panabade tanda tassa we sat vechasa upanna citta vasena niyamiya manang vavatha biya manang parichi parichitiya manang do manasa sagatan batiga sabajuta citta mewa lapati. Dạy á. Rồi ba đá ở đây tức là nhưng. Nhưng imasmi badia tức là trong cái bài, trong cái câu này, tức là trong cái câu đầu tiên là Manu Bapanka Padama nè. Imasmi badia trong cái câu này ta đa là rồi nha. Nhưng rồi trong cái câu này, nhưng rồi trong câu này ta sáp, quyết chết sáp ở đây ám chỉ cho, tức là ám chỉ cho vị lương y ấy. Nhưng mà cái phía dưới này nè, chúng ta coi qua cái bài kệ thứ hai thì chúng ta không có coi phần trên, là chúng ta coi cái phần phía dưới nè. Các vị hoan hỷ xuống cái bài kệ thứ hai coi cái phần bằng mano nha. Coi phần mano. Coi phần mano nha. À, không có bài trang 2 mà gọi là số 2. Cái bài của Sơn Lợi Sơn phân ra như vậy nè, các vị hiểu không? Số 1 ở đây tức là chỉ là bài kệ số 1 mà bằng á, tức là chắc khu ba lắm. Chắc khu ba lắm thì ra quá thú, tức là câu chuyện mà chắc khu ba lắm. Rồi số 2 tức là bài kệ số 2 tương đương với câu chuyện này. Có những cái câu chuyện đó nó có tới hai bài kệ, ví dụ như các vị nhặt vào trang số 2 thì các vị sẽ thấy là 3 và 4. Đúng không? Qua cái trang này sẽ là 3 và 4. Dạ. Yeah. À vâng, xin lỗi. Sẽ in theo kiểu này vậy. Rồi. Số 2. Để sẽ in narrow. Chúng ta mồ vậy, không phải là mồ vậy. Rồi, số 2 ha, thì chúng ta sẽ đây tắt thác kinh cha bí ban đô Amisese đó. Tại vì trên cái câu đầu đó ám chỉ cho cái câu chuyện mà của ngài chắc khổ ba lá mà tư mà tiền kiếp của ngài là một vị lương y mà ngài bào chế thuốc mà gọi là hãm hại người khác, cho nên là đang ám chỉ cho là đô manasa sangatan patika samayuta, tức là ám chỉ cho tâm sân một ngày một muốn bào chế thuốc. Trong cái câu đầu ha, trong câu đầu của bài kể đầu đó là sử dụng là cái tâm và tâm sân. À, các vị có bút xóa đó, các vị quay lại trên cái bài kệ một đi, các vị có bút có, xin lỗi, các vị có bút màu chứ, các vị gạt cái chữ mà gọi là domanasasagatan patiga samayutta cittan, tức là anh chị cho cái tâm sân mà hợp phận mà thọ u, tâm sân thọ ẩn thọ tâm sân hợp phận thọ u, chúng ta phải dịch cái này là tâm sân trước là patiga samayutta. Patiga là gì? Là sự phận út, sự phận nộ. Samayutta là sự tương ưng, tương ưng là đi cùng ha. Rồi chí tá tức là cái tâm mà gọi là nó đi cùng với lại cái sự mà phần bút. Rồi cái đô bánh xá là gì? Đô bánh xá tức là cái sự mà không hài lòng, hay được gọi là thọ u. Rồi sa ha ga tá tức là gì? Sa ha là cùng với, mà ga tá là đi cùng, như vậy tức là đồng đồng sanh, hoặc như là câu hữu. Để mình bôi như vậy để mình biết rằng cái câu chuyện đầu tiên á là sẽ nói về cái tâm sân và thọ u. Kịp không? Nhanh quá không? Phải lập cho lẹ tay nha. Rồi, xuống cái bài kệ số 2. Bài kệ số 2 chúng ta sẽ là Mando ti Avicena Sapambi Yatu Bumika Chittan Vichati. Ở đây cũng được gọi là tất cả tâm mà trong bốn cái lĩnh vực nha, được gọi đến, được nói đến. A vicesena tức là á cộng với vicesena, vicesena tức là sự phân biệt ha. Với cái sự phân biệt tất cả trong bốn phạm trù tâm lý này, với cho thế là được gọi ha, được nói đến, được gọi đến. Rồi imasmin banabade tức là trong cái câu này, nhưng trong câu này imasmin bade niya miyamanan wawatha miyamanan parichiya manan Attha Vidanga Mavacara Kusala Cittan Lapati. Các vị bôi cái chữ mà Attha Vidanga Mavacara Kusala Cittan. Bôi cái chữ đó. Attha Vidanga là 8 loại nha. Kamavacara Kusala Cittan có 8 loại tâm thiện. Vậy thì sao trong cái trường hợp này ám chỉ cho là cái câu chuyện của cái chàng thanh niên gọi là Mattha Kundali.
khởi lên cái đức lành, khi mà nhìn thấy Đức Phật khởi lên cái tâm lành thôi là được sanh về thiên giới. Rồi còn cái từ mà niyam niyam ma nan, chúng ta coi lại trên cái khổ một, cái từ mà cũng là niyam 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 ma nan, rồi bao bát tha niyam ma nan parichi parichi chi niyam ma nan, ba cái chữ đó đem giống nhau đúng không? Cái chữ đầu đó là niyam niyam ma nan, ở đây tức là hiện tại phân từ của cái động từ niyam be tí niyam. À, hiện tại phân từ mà của động từ mà động từ mà động từ thụ động nha, hiện tại phân từ của động từ thụ động là chữ đầu đó có nghĩa là giải thích, niyamanang tức là khi đang giải thích, khi đang được giải thích. Rồi wabattha niyamanang tức là khi đang được định nghĩa. Rồi parichichi yamanang tức là khi đang được xác định. Tức là trong cái câu này nè, khi mà đang được định nghĩa, đang được xác định như vậy thì ám chỉ cho là cái tâm và tâm thọ u mà của cái vị mà lương y đã khởi sanh. Thì tương tự phía dưới thì chúng ta sẽ là cũng như tương tự như vậy luôn. Tức là imasmin banabade niyamiyamanan wabathabiyamanan parichichi yamanan athi athawidan kamawajarakusalachitan lapati lapati là đạt được nha, là có được. Như vậy trong cái câu này nè, sẽ là có tám cái tâm mà đại thiện và dục giới, tám tâm đại thiện dục giới mà khi đang được giải thích, rồi cái gì nữa, định nghĩa cũng như là xác định ha. Và ở đây không có đề cập đến cái chữ mà gọi là tát sát quyết chát sát, tức là không có còn một cái tâm của một vị lương y nữa ha, mà phía dưới là anh chị cho là mắt kundalini. Cái chàng thanh niên đó. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta đọc nè. Quách thu quách xe ná Banna hariya manang ta bồ bí sự là ta tô bí so mana sa sa ga tăng nha ná sa ma yu ta chít ta mê quát lắp bá tế. Chúng ta phải gặp thêm cái chữ nè, so mana sa sa ga tăng nha ná sa ma yu ta chít tăng. Anh chị cho là tâm tâm đại thiện mà hợp trí câu hữu với thị nha. So manasa tức là hỷ, mà sanagata tức là câu hữu, là đi cùng, mà nhana tức là trí tuệ, samayutta tức là tương ưng. Cái tâm đại thiện mà tương ưng với trí, câu hữu với hỷ sẽ khởi sanh cho cái gì? Ở đây là vattu vassena tức là trong cái câu chuyện ha. Với cái trường hợp cái câu chuyện này đó thì bana hariyamana tức là bana, bana cộng với lại hariyamana tức là nói đến nha. Khi đang được nói đến trong cái câu chuyện này đó thì ám chỉ cho tức là tâm vị ấy có được cái tâm, tại lắp bát tí là ngôi thứ ba số ít hả, vị đó có được cái tâm mà gọi là tâm đại thiện hợp trí mà câu ngũ hỷ. Bởi vì sao trong cái câu chuyện này đó, tức là nói về đề cập đến cái chàng thanh niên gọi là Mattha Kundalini. Mattha Kundalini tức là Mattha cộng với Kundalini ha, Mattha có nghĩa là sáng bóng vậy, Kundalini có nghĩa là một vòng tay. Thì ở kinh thành Savatthi này có một ông trưởng giả tên là Adina Bupaka. Adina Bupaka, bây giờ nói về cái câu chuyện nha. Adina Bupaka, Adina Bupaka, Adina tức là ná, á là không ha, Dina tức là cho, Bupaka tức là trước đây, tức là từ trước tới giờ ông keo kiệt đến mức ông không bao giờ cho bất cứ một ai cái đồng nào cả, ngay cả khi mà con của ông tức là cái chàng hoàng, tức là cái công tử là Mattha Kundalini này đó. Mattha Kundalini, Mattha là gì? Là sáng bóng. Kundalini tức là cái vòng tay. Đến nỗi khi mà sanh ra rồi đó, gia đình giàu có quá, vàng bạc mà ví dụ như bây giờ muốn mà cho con nó có cái vòng, nó đeo tay như vậy, cái khuyên nó đeo như vậy đó, mà ông không dám mời thợ về mà, nhưng mà đặt thợ làm, bởi vì sợ tốn tiền, cho nên chính tay ông cũng phải đi làm luôn. Rồi từ đó đó, ông mới đặt cái tên của đứa con của ông là Mattha Kundalini. Cái văn hóa của Ấn Độ rất là hay. Tức là những cái sự kiện gì mà có liên quan đặc thù thì người ta nó sẽ dựa vào đó và đặt tên cho con của mình luôn. Chứ không phải như ở Việt Nam, tức là mình lựa cái tên rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng tâm tâm nó không đẹp. Rồi khi mà lớn lên, cái cậu bé này do được chăm sóc
không có được đàng hoàng nhỉ, ông rất là keo kiệt nhỉ, ông rất là keo kiệt bẩm sẹn, cho nên đó là cậu ta bị bệnh mà bị bệnh vàng da, theo kiểu mà chứ bệnh bệnh gan đó nhỉ, theo kiểu vàng da nhỉ, mà dẫn đến đến nỗi là khi mà con của ông mà bị bệnh như vậy đó, ông cũng không dám mà mời thầy thuốc về, cũng không dám mà đưa con đi đến thầy thuốc, cũng sợ tốn tiền. Ông bàn với vợ như vậy, vợ ông bảo đó bây giờ con của ông bệnh rồi đó, ông lo ông kiếm thầy thuốc mà lo cho con đi. Nhưng mà ông nghĩ rằng đó là nếu mình mời thầy thuốc về như vậy thì người ta sẽ dòm nó vào cái tài sản trong gia đình của mình. Cho nên cũng không 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 được. Cho nên ông cứ lân la đi đến các nơi mà thầy thuốc như vậy, ông nói là nếu như một người mà bị bệnh mà vàng da, bị bệnh gan kiểu đấy đó thì phải chữa trị thuốc gì, uống thuốc gì, thì ông tự ông bóc, ông tự ông đi kiếm những cái cây ông chặt gì đó, ông nấu cho con uống luôn nhỉ. Nhưng mà uống thuốc là cũng phải gọi là mình phải biết được tiên lượng được, thứ nhất là bệnh tình người ta đã đến đâu rồi, rồi cái cây này có thích hợp với thể trạng hay không. Nhưng mà ông thì không nhỉ, ông thì thôi cứ tiếc tiền nhỉ? Cho nên là tự ông làm luôn nhỉ. Rồi đến nỗi khi mà đứa con nó nguy kịch hơn nhỉ, rồi bắt đầu là nó bị bệnh nặng hơn, bị nguy kịch hơn, thì ông lại sợ rằng đó, tức là nếu mình để con trong nhà như vậy là cái nó chết như vậy, rồi người ta đến ta viếng thăm như vậy, người ta lại thấy tài sản nhà mình. Cho nên ông mới bảo người người đầy tớ, tức là khiêng con của mình đặt ra ngoài cái hiên phía trước đó, cho một cái kiểu giống như cái trái cái bên bên nhà vậy đó, rồi cũng có mái che vậy, cũng có mái che đặt đứa con bên đó, rồi ai có đến thăm hoặc như cái gì đó thì người ta cũng có dòm ngó vào tài sản của mình. Thì một ngày nọ Đức Phật khi mà ngài quán xét rằng ngài thấy có cái ngài thấy rằng đó là vì rằng chúng ta phải biết rằng cái Phật sự của ngài đó là một ngày ngài có năm cái công việc ha, tức là sáng sớm ngài sẽ quán chiếu rằng đó là chúng sanh nào đã lọt vào trong cái pháp nhãn của ngài để có thể mà khiến cho ngài có thể mà đi đến đó để hóa độ đó. Thì sáng hôm đó ngài thấy rằng nó cái chàng thanh niên này Mắt Thất Kundalini là tức là cái vòng hoa mà sáng bóng này ha, có cái duyên lành dẫu rằng nó tức là bây giờ là cậu ta không có nhúc nhích được luôn, không có mà cử động, không đi đứng được, tức là quá yếu rồi, kiệt sức lắm rồi. Nó rất là nó rất là chắc cũng kiểu mà giai đoạn cuối rồi đó. Rồi đấy, rồi cho nên ngài mới quán xét rằng đó là nếu mà ta đi ngang qua như vậy đó thì cậu này chỉ khởi lên cái tâm thiện lành như vậy thôi, quan hệ với ta như vậy thôi là cậu ta cũng có phước, với cái tâm mình đại thiện mà hợp trí mà cũng ra thọ hỷ như vậy. Thì nếu mà thân sau khi đó cậu ta mệnh chung, cậu ta được sanh về cõi cõi, cõi trời. Rồi chính cậu ta sẽ là hướng dẫn cho cha của mình để phá đi cái sự mà gọi là cái sự mà hiểu sai chấp lầm đó, và từ đó có sự quy ngưỡng, và cuối cùng chính cậu ta và cha của cậu ta cũng sẽ chứng đạt được quả vị Tu Đà Quần, tức là Sô-ta-pát-tít. Cho nên ngài mới đi đến, ngài cũng đi ngang qua như vậy, ngài cũng đi bát tuần tự như vậy. Rồi khi mà đứng trước nhà như vậy đó, cái cậu thanh niên Mắt Thất Kundalini này cậu quay mặt vào trong mà, cho nên là không có thể thấy Đức Thế Tôn nhỉ. Cho nên ngài dùng hào quang ngài khiến cho cậu ta thấy được cái hào quang của ngài nhỉ. Rồi khi mà thấy được như vậy, cậu ta rất là hoan hỷ, cậu ta xoay qua rất là hoan hỷ nhìn thấy như vậy. Và với cái tâm một hoan hỷ như vậy, cậu ấy rồi cậu ấy cũng có sự tiếc nuối nữa cho chính có cho người cha keo kiệt bỏng xẻng của mình, mà khiến cho mình không có cái cơ hội để mình tạo cái công đức như vậy. Rồi cũng hoan hỷ, cũng hoan hỷ khi thấy vậy, thì Đức Phật thấy là đủ rồi, cho nên ngài mới đi khuất đi. Cậu ta cũng dối cho hết tầm mắt như vậy, rồi cuối cùng đó là khi mà Đức Phật mà đi vừa rồi vừa vừa khuất nẻo rồi đó, là bắt đầu cậu ta cũng bệnh chung luôn. Và chính do cái tâm mà đại thiện duy trì liên tục như vậy, cho cậu ta tái sanh về cõi trời là một vị thiên tử, với dung sắc hầu với dung sắc gọi là sáng chói. Thì sau khi con chết rồi đó thì người cha tức là Adinda Bobakat ha, lại khởi lên cái sự mong thương tiếc khóc than, tức là khi mà con mình còn sống á, do mình bỏng sẻ keo kiệt cho nên mình không có muốn mà cho ra, nhưng mà con mình chết thì vì rằng có hai vợ chồng chỉ có đứa con này độc tử thôi, cho nên chết rồi cũng không có người nối dõi tông đường, cũng không có người ấy như vậy, cho nên ông rất là đau buồn, ông ra ngoài mộ ông than khóc như vậy. Rồi cái vị thiên tử này thấy nó như vậy, vì rằng mình nhớ rằng chư thiên do hóa sanh nên cho nên vị đó có khả năng nhớ lại được cái kiếp vừa rồi của mình do cái nghiệp gì, hạnh nghiệp gì mình được tái sanh lên đây, rồi mình từ đâu đến vậy. Cho nên vị đó thấy rằng là người cha của mình đang than khóc như vậy, nhưng mà đã quá muộn rồi,
Cho nên cậu ta muốn giúp đỡ cho cha mình thoát khỏi được cái sự mệnh như vậy, cho nên cậu ta mới hóa hiện xuống. Và cũng đứng khóc than như vậy luôn. Rồi người cha mới hỏi tại sao mà chàng thanh niên này lại khóc vậy? Tức là cũng hóa hiện giống như người con của mình luôn, với hình dạng như vậy. Thì nói đó là có người họ cho cái chiếc xe nhưng mà thiếu cái bánh, cái xe bằng vàng mà thiếu cái bánh vậy. Thì ông nói yên tâm đi, ở nhà ta giàu có lắm vậy, con ngọc ngà muốn bánh gì cũng có hết. Thì cậu này biết rằng đó là ông này ông chỉ nói như vậy thôi, chứ thực sự cái tâm bọn sẽ kem kiếm vẫn có mà vậy. Rồi cậu mới nói đó, như vậy đó hả, là làm nếu mà cho như vậy thì làm cái bánh đó tức là nó lớn bằng là mặt trời hoặc mặt trăng như vậy. Rồi ông nói đó là sao cậu mà lại nghĩ đến những cái vật gọi là nó không thể mà mường tượng được như vậy, làm gì mà có cái vật nào mà có thể làm lớn bằng mặt trời và mặt trăng được như vậy, ảo tưởng quá. Nhưng mà cậu nói đó là thà mặt trời mặt trăng nó còn nhìn thấy được, còn đối với người gọi là khóc, đối với người mà đã mệnh chung rồi, đã đi tái sanh, đã hóa sanh từ cõi khác rồi mà khóc than như vậy đó, là không biết là ai là kẻ vô trí hơn hả? Thì ông mới nghĩ rằng đúng rồi, khi mà con mình bệnh chung rồi. Mình nên nhớ rằng cái văn hóa của Ấn Độ hay lắm, họ có cái khái niệm về về sống thì cũng có khái niệm về chết rất là rạch ròi. Chỉ do cái lúc mà đau buồn quá họ không thể nhận chân được cái vấn đề đó thôi, cho nên ông mới gọi là khóc than liên tục như vậy. Thì khi mà gặp cái người mà gọi là phát hiện thành cái hình dáng của con mình mà nói ra được như vậy, cho nên ông cảnh tỉnh, ông nghĩ rằng đúng thật. Thì con mình mất đi như vậy mình khóc là vô bổ vậy. Thì từ đó ông mới đối thoại với cái vị thiên tử này, rồi cuối cùng vị thiên tử này khuyến khích cho ông có được cái niềm tin như vậy, rồi bắt đầu mới đặt cái niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng cũng như là thọ trì giới. Thì ông cũng phát khởi thọ trì giới, rồi bắt đầu là vị thiên tử mới nói đó là hãy thỉnh Đức Đức Thế Tôn về. Thì ông cũng nghe theo vậy, rồi ông đi về nhà, ông mới nói với vợ ông rất là sáng mai thỉnh, thỉnh Đức Thế Tôn đến thọ thực vậy. Thì ông cũng đi đến chùa ông thỉnh ngài. Rồi khi mà đi đến như vậy đó thì ông cũng một mặt ông cũng đứng muốn hỏi thử coi là có phải chăng đó là đối với một người mà không cần tạo phước, không cần nghe pháp, không cần thực hành gì, mà với cái tâm bồ hoan hỷ nhìn thấy Đức Phật thôi đó, mà có thể sanh được cõi lành giống như mà cái người vị thiên tử là hóa hiện thành con của mình kể ra cái hạnh nghiệp được như vậy, ông rất là hoan hỷ, ông muốn hỏi như vậy cho xác quyết như vậy, tại vì ông lúc đó ông cũng có niềm tin rồi. Thì Đức Phật ông hỏi như vậy, Đức Phật nói đó đâu cần phải hỏi nữa, tức là ông đã biết câu trả lời rồi, tức là ngày hôm qua là con ông đã nói cái vấn đề đó rồi. Cho nên ông mới ngỡ rằng ồ như vậy là Đức Thế Tôn đã biết được tâm ý của chúng ta. Và ngài cũng xác quyết rằng đó là không phải là chỉ một người mà hàng trăm người, hàng triệu người vô số chúng sanh vào thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế vậy. Thì sau khi mà nghe pháp của Đức Phật phải nhìn thôi, nhìn ngài thôi với khởi lên cái tâm hoan hỷ như vậy cũng có thể được sanh thiên được. Và nhân cơ hội đó là Đức Phật mới thuyết được cái bài kệ này. Cho nên trong cái trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng đó, tức là ám chỉ cho tức là Vatthu Vassena Bah na hariya manang tambo bi sumana sasaka tanya na samyutta chitta bewa lapati, tức là anh chị cho cái tâm mà tâm đại thiện hợp trí mà thọ hỷ nha. Trong cái câu kể này, trong cái bài kể là quá thú là câu chuyện nha, quá thú là câu chuyện quá xe đó. Ta tô bí là từ từ ấy, sau đó mình có thể là sau đó nha. Sau đó thôi. Quá thú là câu chuyện đó. Trong cái câu với cái câu quá xe nát chúng ta có thể dịch là vì hoặc như với câu chuyện này, với câu chuyện này thì Ahariyamanang tức là đang được đề cập đến, ba đá là lại nữa ha, đang được được cập đến, được cập đến cái gì là người mà có được lâm ba tí, người mà có được cái chiếc tăng tức là cái tâm mà tương ưng với trí, câu ngụ với hỷ. Rồi bút băng cái ba ở đây tức là chúng ta cũng tương tự giống như cái phía trên ha, tên đó bát tham mát ga bi na hu toa sa ma na ga ta giống như cái phía trên luôn ha, giống như đoạn trên luôn. Pathama là gì? Là đầu tiên ha. Gamina tức là dẫn đầu. Mà hút toa từ cái động từ mà hô tí có nghĩa là sau khi mà dẫn đầu bởi bởi tê nát, bởi cái ấy thì Samanagata tức là có được cái sự thành tựu, tức là dẫn đầu rồi cho nên mới có được cái trường hợp tức là các pháp mình được dẫn đầu bởi ấy.
Rồi Dhamma, trên cái đoạn trên nó Dhamma được giải thích ra là các bốn nghĩa phải không? Guna desana pariyatti disatani chi quá. Rồi thêm nữa tức là Vedana khandho, Sanya khandho, Sankara khandho. Nhưng mà phía dưới này, chữ Dhamma đó là chỉ ám chỉ là Vedana, Vedana vô, ta vô khandha cũng là ám chỉ cho ba cái danh hồn đó thôi, chứ không có đề cập bốn cái khía cạnh kia nữa. Chúng ta có mực, có màu, chúng ta có thể bôi cái chữ này. Như vậy hai bài kể này đều gọi là xác quyết đó, tức là đây là tâm sở nha. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà tâm sở đó thì nó là đồng sanh đồng diệt, đồng biến cảnh và đồng đương vật, không bao giờ tách ra biệt được. Nhưng mà khi mà nói như vậy tức là nói về các phạm trù, tức là do chúng ta, ví dụ chúng ta nói là cái tâm và cái tánh đúng không, thường chúng ta ví dụ nói là cái người này cái tâm, người này là tâm tốt, tốt lắm nhỉ, tức là nói về cái đại để cái phạm trù như vậy là cái tâm họ lành lắm, nhưng mà cái tánh họ khổ lắm, hay giận, rồi hay hẹp hòi tí xíu. Tức là cái tâm là đại để ha, cái giống như cái bản chất của họ là như vậy, nhưng mà cái tánh của họ có đôi khi nó hơi xấu. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái tâm này đó nó đi đồng sanh với lại những cái nhóm mà tâm sở như vậy, nhưng mà ở trong trường hợp này ám chỉ cho khía cạnh, tức là nó sẽ hướng đạo cho cái tâm sở. Cũng giống như chơi chúng ta nói một cái ly nước như vậy, thì trong đó chắc chắn là phải là nước nhiều hơn là cái dung dịch mà bỏ vào trong đó rồi. Ví dụ nước màu thì chắc chắn màu nó không có, không có bằng mà là nước rồi, bạn nước chanh cũng như vậy luôn. Rồi cái tiếp nữa tức là etehi upada pachyatthena somanassa somanassa samayutta mano upangamo ete santi mano upangamana. Đó, trong cái câu này chúng ta sẽ thấy là mano upangama gamma, tức là được gọi là mano upangama, tức là được gọi là được dẫn đầu bởi ý. Cái chữ đầu, cái chữ động thì chúng ta phải dịch cái đó đấy nha, được gọi là được dẫn đầu bởi ý là do cái gì? Ete hí tức là bởi những cái ấy, up ba đá, ete hí là biết liền nha, up ba đá là gì? Là sự sanh khởi, bát chay giá là cái duyên, cái điều kiện mà khởi sanh, áp tháp, áp thê đá tức là với cái ý nghĩa là duyên trợ sanh, với ý nghĩa là duyên trợ sanh, với ý nghĩa là duyên trợ sanh. Rồi Somanasa Sampayutamano tức là tâm ý mà tương ưng với lại hỷ, mà Upangamo tức là đi đầu, được dẫn đầu. Etesan dẫn đầu bởi cái gì? Etesan tức là bởi tức là tâm ý tương ưng với thọ hỷ đi đầu. Đi đầu cái gì? Đi đầu Etesan, đi đầu các tâm sở. Etesan là chỉ cho các tâm sở nha. Etesan tức là các pháp ấy. Dẫn đầu các pháp ấy bởi cái ý nghĩa gì? Bởi cái ý nghĩa tức là làm duyên trợ sanh, tức là cái tâm này đó nó dẫn đầu là với ý nghĩa là nó trợ sanh cho các tâm sở. Hiểu chưa? Rồi ví dụ như là yatha hi bahu su ekato hutva maha Bhikkhu Sankhasa Chiwaradana Dini Wa Kulara Puja Dhammasa Wanna Dini Wa Malaganda Sakara Karna Dini Wa Bunyani Karuntesu Ko Ete Sang Bupangamu Tik Bute Yote Sang Bacchayo Ho Tik. Đoạn như vậy ha. Danh tha ý tức là ví như ha, giống như, giống như, giống như. Thí tức là thật vậy, quả thật giống như. Và bác hu xuống ekato, bác hu xuống tức là trong một cái nhóm, bác hu là nhiều nha, trong một cái nhóm như vậy thì ekato là cùng với. Rồi trong một cái nhóm như vậy á, thì có sự mà tương tác, có sự cùng với, mà cùng với cái gì? Chúng ta coi karote xuống, coi xuống cái hàng phía dưới là bunya đi karote xuống, tức là khi mà đang tạo tác cái phước báu, cái công đức, bunya bunya đấy tức là các công đức nha, karon karon tê số tức là khi mà đang tạo tác, trong khi đang tạo tác, trong khi đang tạo tác, karo karo tức là làm nha, trong khi đang tạo tác các phước báu như là maha bhikkhu sankhasa chi waradana đi đi maha bhikkhu sankhasa tức là của mà đại chúng tăng, chi waradana đi đi tức là bố thí, chi wara là y phục, đà ná tức là bố thí, a đi tức là vân vân.
Tức là khi mà bố thí y phục đức tăng chúng, hoặc bố thí vật thực, chỗ ở, thuốc men, vân vân đức tăng chúng vậy. Hoặc là Ulara Bhuja Dhammasawana Adini Ulara tức là cao thượng, Bhuja tức là sự cúng dường, tức là sự cúng dường cao thượng. Hoặc như là Dhammasawana tức là sự thánh pháp, vân vân. Hoặc là Mala, Mala là tràng hoa nha, Gandha là hương thơm, tức là mùi hương, hương hoa. Rồi Sakkara tức là sự cúng kính. Rồi Karana, Karana đi đến tức là Karana cộng với Adi tức là làm cái việc mà là cung kính. Karana tức là danh từ của động từ mà karoti nha, tức là tạo tác, tức là thể hiện ra cái hành động là tôn kính bằng cái việc ví dụ cúng dường mà hương hoa nè, rồi nghe thính pháp nè, rồi bắt đầu là cúng dường những cái lễ phẩm mà cao thượng mà tốt lành, Ulara Puja nè, hoặc như là cúng dường y phục vân vân đến gọi là đại chúng tăng. Thì khi mà làm chung như vậy đó, trong một cái nhóm bác vua xuống trong cái nhóm như vậy mà Ekato tức là đồng với nhau, khi mà bác vua xuống Ekato Hu Ta, tức là khi mà đã cùng chung với nhau rồi, Hu Ta tức là từ Ekato, từ khi mà đã cùng chung với nhau rồi bắt đầu mới làm cái hành động như vậy đó, thì bắt đầu người ta mới hỏi là cô Ete Sang Bút Băng Ca Mô, tức là ai sẽ là chủ đạo trong cái nhóm này. Làm chung với nhau đó, nhưng mà sẽ có một người là chủ đạo, một người sẽ là khuyến khích làm cái công đức như vậy đó, khích lệ với nhau, rủ rê với nhau. Thì vút tê tức là được gọi ha. Thì vô tê sang bách vô, vô tê sang bách vô hô tí, tức là cái người ấy đó mới được gọi là người trợ duyên cho những người còn lại. Tê sang là những người còn lại, hay bách vô tức là trợ duyên, người ấy mới là duyên, phải như người ấy mới là cái pháp tương trợ cho những người khác. Rồi văn nít sa giá tê ta ni bún nha ni cà rôn tí. Nít sa giá là gì? Không, nít sa giá là sự nương tựa. Các bạn trước là nếu mà nhanh quá thì nói nha. Rồi, nếu xa giá thì chúng ta dùng cái nghĩa gọi là vì 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 như vậy là dân đi xa giá tức là vì 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 hồi nãy đó là vô bấy cái vô vô tí tức là do duyên nào ha, dân đi xa giá tức là vì cái gì mà gọi là tê ta ni bút nha ni ca rôn tí, tức là họ làm những cái công đức ấy. Tê là họ nha, tức là nguyên cái nhóm này gọi là bác vua xú nè, bác vua xú này làm những công đức này này cùng chung với nhau cái Ekato. Xin lỗi, hồi nãy là vô bác chứ vô tức là do duyên gì ha, do duyên gì đối với họ, rồi vì cái gì mà họ lại làm chung các công đức với nhau. Rồi bắt đầu là trả lời là so tiso qua phúc so qua tia san bất băng cái mô tí của chân tí. Thì ngay cả tiso ở đây tức là tên gọi nha, ví dụ như là người ấy tên là tiso, người ấy là tên là phú so, tên là tiso hoặc là phú so, qua là hoặc nha, bất băng cái má được gọi là cái người mà dẫn đầu trong bọn họ. Tức là đặt ra cái ví dụ thôi, giống như trong một nhóm người làm như vậy thì có cái ông Tiết Xá hoặc là ông Phút Xá, hai cái ông này tức là một trong hai ông này sẽ là người là hướng đạo, sẽ rủ rê có người khác để làm công đức. Thì Ewang quan sampadami đang quên đi tập bằng rồi Ewang quan sampada, sampada tức là sự thành công ha, sự thành tựu. Ewang quan là thành tựu như vậy, ý đang tức là cần phải được hiểu điều này với cái sự thành tựu như vậy. Quên đi tất bán tức là cần được biết, cần được hiểu, ý đang là điều này. Sampada tức là sự thành tựu, sự thành công cái điều này, sự thành tựu cái công đức đó. Rồi kế tiếp nữa tức là ý tí,
Như vậy, ý tứ là như vậy. Upadabajjathena với cái duyên trợ sanh, với cái ý nghĩa là trợ duyên cho. Thì Mano Bhupangamo Edesan Bhupangama, thì bây giờ mới trở lại cái ý nè. Như vậy đó, Mano Bhupang tức là ý dẫn đầu, ý được dẫn đầu với cái ý nghĩa là duyên trợ sanh. Trợ sanh cái gì? Trợ sanh cho cái Edesan tức là các pháp, các tâm sở đó. Cho nên mới được gọi là Mano Bhupangama, cho nên mới được gọi là được dẫn đầu bởi ý. Đúng rồi, đúng rồi, được dẫn đầu bởi ý. Biết kịp không? Rồi cái tiếp tức là nán hít tê mát nê ăn đâm bát chăn tê ông bát chi tùng sắc côn tí. Thật vậy, hí là thật vậy nè, ná là không, tê ba nê tức là tâm ý của những người ấy, an lúc bách chăn tê tức là chưa có khởi sanh, thì ấp bách chi tôn sắc sắc côn tí có thể khởi sanh. Xin lỗi, ná ná là không nha, ná là không, xin lỗi. Thật vậy, tâm ý của những người ấy chưa khởi sanh thì không thể khởi sanh. Chúng ta coi tiếp cái đó, từ từ. Rồi mano bana ekat che su chitta che ti chitta xin lỗi che ta si che su anupaccha te su bi upaccha te ya. Còn bana là còn, còn mano còn cái tâm ý e cách chia số chia tác sĩ kia số tức là một số cái tâm sở là chưa có khởi sanh nè thì có thể khởi sanh một số tâm sở, nhưng còn còn tâm ý trong một số nahi te me te mane anapacchante upacchi tum sakkunte. Thật vậy, tâm ý của những người ấy chưa khởi sanh, không thể khởi sanh. Còn cái tâm mà ở trong một số tâm sở chưa sanh khởi, có thể sanh khởi. Evam adibanti vasena bana mano seppo ete santi mano seppha. Còn rồi, bana là rồi, chúng ta dịch là còn lại nữa, còn như ấy. Thì mano tức là ý dẫn đầu trong các tâm sở là mano seppo ete santi, ý là trong các tâm sở, cho nên gọi là ý. À, có ý là chủ đạo theo cái nghĩa từ adibati. Adibati là chủ đạo nha, adibati có nghĩa là chủ đạo, adibati có nghĩa là chiếm ưu thế nha. Một cái đoạn này hôm bữa dịch rồi mà sao đúng không, cái giống này adibati chiếm ưu thế ngay đầu câu kế tiếp á nhỉ. Adibati vasena banamano setho. Thấy chưa? Adibati là
Adipati tức là gì? Chí phụ thế nha. Adipati là yeah. Adipati tức là sự cai quản, sự chí phụ thế đi. Còn cái tâm ý mà xích thô ở đây tức là gì? Quên quên, chúng ta phải nói lại cái nghĩa của mấy cái này này. Tại vì có, ở đây có một số vị chưa có học cái bài hôm qua. Chúng ta biên cái nghĩa đi ha. Xích thá là gì? Xích thá có nghĩa là xuất sắc, là tốt nhất, là chiếm ưu thế. Các vị biên cho đi. Biên cho cái nghĩa cho đây cái này. Rồi như vậy mình dựa vào mình đọc cũng rất là hiểu. Rồi máy gia tức là được làm, tính từ nữa nha. Xét tha cũng là tính từ luôn. Và mát nô tức là bởi ý nha. Như vậy đó là ám chỉ cho là các pháp này nè được dẫn đầu bởi ý. Rồi các pháp này nè, cái động từ là có nha. Có cái tâm ý đó là ưu việt, là chiếm ưu thế, là trưởng, là chủ đạo ha. Rồi các pháp này nè, nó có cái tâm ý là gì? Tức là ám chỉ cho cái tâm. Mà các pháp này ám chỉ cho các tâm sở này là có tâm á. Maya tức là được, tính từ đó là được làm ha, được làm bởi, tức là các tâm sở này được tạo bởi bởi tâm, các tâm sở này có tâm làm chủ đạo, các tâm sở này được dẫn dắt, được dẫn đầu bởi tâm, có nghĩa như vậy ha. Đó, các tâm sở này cho nó dễ nhớ. Rồi, cho nên ở trên đây là nói về cái thuộc tính của tâm và tâm sở. Dẫu rằng đồng sanh nhưng mà sẽ tâm sẽ đứng đầu cho các tâm sở. Rồi kế tiếp đó, rồi bắt đầu mới nói nè. Manasa chia bất thế đó chia đây tức là liên từ là nếu ha. Nếu chia là nếu, liên từ nghĩa là nếu. Chia hoặc sát chia, nhưng mà chia nó phải đứng ở trong câu chứ không được đứng ngoài câu nha. Còn nếu mà ngoài câu thì chúng ta sử dụng là sát chia hoặc giá lý. Cái này có thể đứng được phía đầu câu, cũng là một liên từ ám chỉ cho cái mệnh đề nếu là if. Rồi Manasa tức là của cái nhóm Manas luôn, nhưng mà chia xa tức là cách thứ ba, nó tương đồng với lại Vasanena. Vasanena tức là Vasanena, quá khứ ngôn từ của từ Vasilati tức là trong sạch, sáng sổ, là thanh khiết. Vasanena có nghĩa là thanh khiết, tính từ nha. Quá khứ ngôn từ được sử dụng như tính từ thanh khiết của động từ Vasilati, của động từ mà Vasilati. Như vậy nếu nè, nếu cái gì, nếu mà làm ba sát tín có nghĩa là xin lỗi là nói, động từ là nói, ba sát tín là nói, qua có nghĩa là hoặc, caro tín là làm. Nếu mà nói hoặc làm với cái gì, với cái tâm ý mà bị, với cái tâm ý thanh khiết, với cái tâm ý thanh khiết trong sạch ở đây. Cái câu đầu là ám chỉ cho nó thuộc tính của tâm, thứ hai là ám chỉ cho nếu mà làm mà với cái tâm ý trong sạch như vậy thì kết quả nè, nó sẽ nó nằm như câu này. Kết quả sẽ là gì? Tato tức là sau đó, mang tức là người ấy, cho người ấy, xuất khá tức là sự an lạc, an quê tí có nghĩa là theo sau, an quê tí là động từ nha, an quê tí đây là số ít nha, bởi vì sao cái xuất khăn này chỉ có là một thôi, số ít nè, xuất khăn an quê tí tức là an lạc, sẽ an là dẫu rằng nó chia là thì hiện tại nhưng mà chúng ta vẫn để có thể là để sẽ được ở tương lai gần ha. An lạc đó sẽ theo sau người ấy ngay khi đó, ngay khi mà cái gì, ngay khi mà cái lời nói, cái hành động với cái tâm ý mà an tịnh, đúng không? Khi mà chúng ta nói những cái lời thiện lòng thì ngay khi đó đó chính chúng ta cũng xuất phát từ cái tâm lành mà chúng ta cảm thấy rất là hoan hỷ. Và ngay cả người nghe người ta cũng rất là hoan hỷ, nói những lời mà dịu ngọt, nói những lời mà thiện lành như vậy thì chính ta cũng hoan hỷ, cái an lạc nó đến liền luôn, an lạc nó sẽ theo sau nhỉ? Ngay theo sau đó luôn. Rồi chaya quá arabajini chaya, chaya chaya nữ tính nha, có nghĩa là bóng, bóng hoặc như là bóng mát, bóng hình đó, cái bóng, cái bóng hoặc như là bóng mát, bóng hình. Quá ở đây tức là ý quá nha. Ví như viết tắt của cái từ ý quá, ý quá, ý quá, ý quá là ví như, ví như là cái bóng. Á đó ba dini tức là ná, ná khi mà cộng với lại á như vậy phân từ gọi là một danh từ mà khởi đầu bằng nguyên âm thì nó đổi thành âm,
cái quy luật này, những vị nào mà học rồi thì ấy, nhưng mà sư viết thì cho các vị mới học ha, cộng với lại một cái từ mà gọi là khởi nguồn, mà từ á ấy yếu u ha, ví dụ như các từ sau mà khởi nguồn từ cái này thì cái chữ ná này nó đổi thành chữ am, phần mà ná này cộng với lại một cái phụ âm nha, cái này là nguyên âm nha, cộng với một phụ âm thì nó chữ á ra thành chữ ná, là thành chữ á, biết cái quy luật này vô nhỉ. À, ví dụ như là ná mà cộng với á thì như vậy anh tá đi ha, thì nó là anatta, là vô ngã. Mà còn ná mà cộng với lại chữ cú sa lá coi, cú sa lá là á cú sa lá, đúng không? Chữ áp tá là mà cộng với ná nữa là anh, là anatta tá. Còn chữ ná mà cộng với cá như vậy là á cú sa lá. Cho nên đó là ná mà cộng với á ở đây là am. Anapajini là ná, là phân từ phủ định là không ha, nó là bất biến từ vậy. Còn Apajini tức là Apajin nha, đây là một tính từ có nghĩa là đi khỏi hoặc biến mất, tức là ví như là cái bóng á, nó không có biến mất, nó không có rời cái gì, nó không rời cái hình dáng. Rồi chúng ta quay lại phía trên. Được gọi là có ý làm chủ đạo thì có nghĩa tức là adipati nha. Adipati quá xe đó, vì vì nó là chủ đạo, vì nó là hồi nãy nó là cái gì? Chủ đạo hoặc như là chiếm ưu thế nha, vì nó là chủ đạo, vì nó là chiếm ưu thế. Ewang adipati quá xe đó, banamano setho, tức là cái tâm ý, tức là tâm ý là chủ đạo, tức là mang cái nghĩa tức là adipati, tức là chiếm ưu thế. Chiếm ưu thế là etesang đối với các mà tâm sở nha. Cho nên mới được gọi là manosettha, tức là có tâm ý chủ đạo. Rồi yathahi ganadinang adipati puriso ganasettho senisettho ti vuccati. Yatha tức là thực, hí là quả vậy. Quả thật, thật vậy, giác tha là giống như, thật vậy giống như, mà gana đi năng tức là gánh đá, gánh đá là một nhóm, adi là vân vân, giống như trong một nhóm như vậy thì adipati puriso tức là cái người mà adipati là người đứng đầu, puriso tức là người, tức là người mà người đứng đầu tức là người trưởng nhóm. Các chữ mà gánh đá chúng ta xài chữ nhóm thì bắt đầu trong người mà đứng đầu trong cái nhóm thì gọi là trưởng nhóm, đúng không? Thì Ganasetho thì mang cái nghĩa đó được gọi là Ganasetho, tức là người mà đứng đầu trong nhóm. Lặp lại thôi à. Rồi Senisetho tức là người mà đứng đầu mà trong một cái toán, một cái phường, cái hội. Chữ Seni nghĩa là phường, hội, là một toán, là một đám đông. Gana tức là một nhóm. Thì nếu trong một nhóm thì được gọi là Adipati Puriso, hay được gọi là Ganasetho tức là người trưởng nhóm. Vậy như là một người trưởng cái, trưởng một cái toán đó. Với chắc tí là được gọi ha, thì được gọi là rồi tát tha tê sam bí mã đô quá xét thô. Rồi như vậy giác tha là giống như nha, còn tát tha là như vậy, giống như là trong một nhóm như vậy thì người đứng ở trong đầu nhóm như vậy, chiếm ưu thế như vậy thì được gọi là trưởng nhóm hoặc như trưởng phường hội, thì cũng như vậy. Tê sam bí tức là trong các tâm sở ha, thì bán đô quá xét thôi thì tâm sẽ đứng đầu, tâm sẽ làm trưởng, nên nghĩa là xét thô ha. Rồi giác tha bánh đá xung quanh đi hít, bây giờ là giải thích cho cái nghĩa mà gọi là bánh mô bánh da này, giống như bánh đá là lại nữa, giống như xung quanh đi hít tức là vàng,
xứ quanh đá hay là vàng à, Adi vân vân. Nibban, Nipha, Nita đế tức là được tạo ra. Banda đế tức là các sản phẩm. Xung quanh ná Maya đi đế tức là xung quanh ná cộng với Maya. Xung quanh ná tức là vàng mà Maya tức là được tạo tác. Tức là giống như đó là vàng mà được tạo ra, giống như các sản phẩm. Chúng ta phải dịch đó là Banda đế là số nhiều nha. Phải giống như là các sản phẩm mà được làm từ bằng vàng, được chế tác từ chính từ bằng vàng luôn, đúng không? Thì cũng như vậy tất ha, ET bí tức là trong các tâm sở đấy, trong các tâm sở thì các tâm sở ấy thì manato nibbanata tức là được tạo bởi cái ý, từ ý manato nha, được tạo bởi từ ý, cho nên mới được gọi là manomaya tức là do ý mà tạo ra. Để hôm nào sẽ ngồi sẽ dịch lại cho nó mướt câu này. Tại vì các vị biết đó, khi mình dịch đó, khi mình xuống chữ đó là mình phải cẩn trọng từng câu từng vế cho nó rõ ràng. Và khi mình giảng đó, thì mình giảng mình lập tới lập đôi, mình nói trước nói sau nó kiểu nào cũng được hết à. Còn khi mình viết đó thì cho nên là dịch nó rất là lâu nha. Viết phải cẩn thận. Dạ, viết thì nó phải cẩn thận. Rồi Basanena, Basanena tí tức là cái sự mà thanh khiết, tính tự nha, thanh khiết trong sạch đây. Với cái tâm mà thanh khiết trong sạch ở đây ám chỉ cho là Anapicca di hi gunehi Basanena. Anapicca tức là ná cộng với Abicca nha, ná là không, phần tử của được là không, cộng với Abicca, Abicca tức là sự tham lam. Như vậy chúng ta, cái bài kể đầu chúng ta có nói rồi, thân chúng ta sẽ có là 3, khẩu chúng ta sẽ có là 4 và ý chúng ta sẽ có là 3. Như vậy là 10 cái bất thiện nghiệp. Nhưng mà trong trường hợp cái cậu mà mắt thứ của đá lý này tức là 10 cái thiện nghiệp. Đúng không? Cho nên trong trường hợp này sẽ không có, mà trong sạch là do đâu? Là do không có tham, không có sân và không có tà kiến, vân vân. Guna là cái tức là cái phẩm chất nè. Với cái phẩm chất là không có tham sân si vân vân. Vasanena cho nên với đó mình gọi là Vasanena. Cho nên mới được gọi là với cái sự thanh khiết, với cái sự với tâm thanh khiết. Rồi Vasatiwa Karotiwa ở đây tức là Ewa Robena Manena Vasanto Chuti Pidang đây. Đây đây là nói đây này. Ewa Robena Ewarupa tức là như vậy nha. Như vậy Mane đó tức là với cái tâm ý như vậy. Thì khi mà nói Pasanto, từ cái từ Pasati là nói nha, Pasanto tức là khi nói, sẽ nói cái gì? Sẽ là chất tức bí đăng bốn cái loại. Mà Wachi Sucharita, Wachi là lời nói nha, mà Sucharita là thiện, Charita tức là hành nha, mà thiện hành tức là bốn cái thân thiện, bốn cái khẩu thiện hành à. Với cái tâm ý như vậy này, với cái tâm ý là Basanena tức là không có tham, không có sân, không có si rồi ha. Rồi khi mà nói như vậy thì nói thành là bốn cái mà khẩu thiện lành. Basati là nói nè. Ewarupena Manena tức là với cái tâm ý như vậy, khi đang nói Basati nữa tức là thì nói gì? Nói với cái bốn cái khẩu thiện lành tức là không nói dối, không nói chia rẽ, không nói độc ác và không nói phù phiếm. Bây giờ nó tán cậu, tán dốc ha. Rồi bắt đầu Caronto. Khi mà đang làm với cái tâm ý như vậy đó, thì khi đang làm Caronto thì tí quý đăng tức là ba loại Kaya Sucharita Bewa tức là ba cái thân thiện, thiện hạnh ha. Caroti tức là khi với cái tâm như vậy đó, mà khi làm đó, sẽ làm với ba cái thân thiện hạnh, tức là không sát sanh, không trực cấp, không tà dâm. Rồi cái tiếp nữa là Abasanto, tức là không nói luôn. Ná cộng với Abasanto tức là không nói, khi đang không nói. Rồi Akaronto tức là khi đang không làm, khi đang không nói, khi đang không làm. Mà ta nhớ Anapichadi ni Basanna, Basanna là phải cái nhầm Mana Sataya
Timidam Mano Sucharitam Bureti. Khi không đang nói, khi không đang làm, tai nhớ tức là ba. Mà á, Anapichari tức là nát, cộng với Pichari thì có ba cái mà gọi là Mano Sucharitam. Thì có ba cái gọi là ý thiện hành. Ý thiện hành Bureti tức là được tròn đủ. Thì có đầy đủ ba cái ý thiện hành. Basana tức là thanh tịnh, Mana tức là với cái tâm ý thanh tịnh đấy. Như vậy đó chúng ta sẽ thấy rằng với cái tâm ý mà tốt lành như vậy đó, mà khi nói là sẽ nói là với bốn cái gọi là khẩu thiện hành, còn khi làm thì sẽ làm với là ba cái thân thiện hành. Còn cái khi mà không nói không làm luôn, nhưng mà khởi lên cái ý như vậy thôi, cũng sẽ tạo ra là ba cái ý gọi là thiện hành. Tức là không có tham lam, không có sân hận và cũng như không có tà kiến. Đúng không? Trong 10 cái bức, 10 cái thiện nghiệp đạo. Thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3. Rất là dễ ha. Rồi, Eva Massa Dasa Kusala Kamma Batha Bari Purin. Cái chân đi. Eva Massa Dasa, Dasa là 10 nha. Ewa Masat là Ewa Asat. Kusala Kamma Batha, Kusala là thiện, Kamma là nghiệp, Batha tức là cái phương cách mà tạo ra cái thiện nghiệp, 10 cái thiện nghiệp này. Bariburin. Bariburin tức là làm tròn đủ ha. Cái chanti tức là đi đến cái việc mà nó là viên tròn, thành tựu viên tròn mà 10 cái thiện nghiệp đạo đối với người ấy như vậy. Asat là đối với người ấy nha. Đối với cái người mà gọi là có cái thân như vậy đó, có cái khẩu như vậy, có cái ý như vậy. Rồi. Chà, một nhà dưới thiền.